Xin chào tất cả các bạn, chúc tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Hôm nay mình cho các bạn coi cái vườn cỏ dôi nhà mình trồng để nuôi dê với thỏ. Lúc trước là trồng cũng dày đặc, cũng theo hàng lắm, nhưng mà gà nó ăn hết, còn có lẻ tẻ, nhưng mà cắt lần đầu tiên á, lần sau nó lên rất là nhiều, mấy cái mầm còn sót lại lên rất là nhiều. Mình tưởng nó chết hết rồi chứ. Đây là cỏ tạp. Đây, hàng này mới trồng lại. Mới trồng lại theo cái hàng rất là đẹp. Cái này là đất thịt, phai đất cát là nó rất là tốt. Cái này là mới để phân hồi tuần trước cho nên nó rất là xanh. Mấy lần trước là do mình nuôi gà, gà nó quằn cái đầu lắm, nay nó mướt lại nhìn rất là đẹp, thân rất là mềm, cây rất là to, tay cái luôn, hơn tay cái luôn. Lần đầu thì số lượng con nó rất ít, nhưng lần sau số lượng con nó đẻ ra chừng một cây chừng 4-5 con là ít. Cái này là mình sai là nó ăn hết cây luôn á. Tiếc cái là bị gà nó quần. Này là mình trồng một cái khuẩn nhỏ thôi để nuôi mấy con dê với thỏ gia đình thôi, không có trồng nhiều. Khi nào mình mở rộng ra mình mới trồng nhiều. Lúc trước đây thì mình trồng cam, bưởi, na nó chết hết rồi mình bỏ trồng cỏ nuôi dê. Đây, cột mình làm chuồng dê đây, làm thêm, nới chuồng dê ra thêm. Rồi, kiên cố, chắc chắn, đổ bê tông hết. Các bạn muốn cho cái cây cỏ dôi mà nó lên mà mạnh á, thì để cây cỏ dôi cái lá nó về, nó có lóng mà cái lá nó già già chút, lá nó vàng vàng khoảng 1-2 lóng đó, thì cắt nó vàng cỏ này nè, vàng thêm chút nữa mà có thêm mật cứ mấy lóng nữa, cắt là cây cỏ dôi rất là mạnh đó. Non cắt nó chết, già già cắt cho nó ngon. Lúc đó thì thân nó chưa có cứng lắm thì sai cái ăn hết cây luôn, không bỏ miếng nào, rất là ngon. Tốt nhất là các bạn có cái máy xay cỏ. Thì hiện tại thì nó cũng rẻ thôi, các bạn cứ sắm một cái gì xay hết, đỡ tốn công phải đi cắt cỏ tạp. Cái này thì mình nuôi mình cho nó ăn cỏ dôi với cỏ tạp với lá cây đồ. Sắc bia nữa. Như đây khoảng 200-300 mét vuông gì à, không có nhiều. Để sau này mình lấy giống trồng nhiều hơn nữa. Cỏ dôi này, cỏ dôi không có lông. Giống VA06 hay Thái Lan mình không biết, cái giống này mình xin người ta. Nó chỉ có lông ở mép lá thôi. Thấy mấy chú hàng xóm trồng đó, mình xin mới về trồng. Trồng nay nó vậy đi. Cao quá hôm, và khi mà số lượng dư quá thì mình để cho nó cao, mình chặt hôm bỏ. Phải có ai cần mình cứ liên hệ là mình cho một số hôm về trồng, ít ít thì mình cho, chứ để động đóng. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha.